Dạ thắng chào cô chú nha. Ngày nay thì con quay cho cô chú chúng ta xem là đây là cây ổi ruby. Thì vừa rồi á nhiều bà con á có mua bên con hoặc là không mua cũng điện, hoặc nhiều khi cũng comment hỏi sao mà ổi ruby nó khó đậu quá, nó không có trái nhiều. Thì con lấy cây này để làm mẫu cho cô chú chúng ta xem. Thì vườn con những clip trước con cũng quay rồi. Con là không phải đi trái, con làm giống, nhưng mà trái nó cũng rất là nhiều mà không biết tại sao bà con như vậy, thì hôm nay con giải thích luôn. Đầu tiên là con xin kể về tiểu sử cái ổi này ha. Cái ổi này á là trước là khách dạ, khách không chịu do cái thân ở trên thì bự, cái phần cái dưới thì nó quá nhỏ, khách không chịu dạt lại, nó không có lá gì hết, lúc đó không có lá gì về cái con bỏ chậu rồi con trồng hầu như là tưới nước thôi cô chú. Và đặc biệt cái ổi ruby đây cô chú có thể nhìn thấy nha, nó đang cho trái nè, đang đậu luôn nè, mà nó đang đi bông đi trái, bắt đầu nó ra bông thôi. Cô chú gãy phân, chúng ta cho phân vào cưng á, dạng con cưng á, chúng ta gãy phân vô rồi nó rụng hết cô chú à, lưu ý ha, để khắc phục mà cây ổi ruby nó không có đậu được nhiều thì cô chú vui lòng giùm con, khi nó cho bông tới lúc cái trái tượng hình bự hơn ngón tay cái chúng ta, đừng đi phân giùm con, chỉ cần tưới nước thôi, dạng như cho nó cực khổ nó mới đậu, sung sướng quá nó rụng hết đó. Thì ngắn gọn vậy thôi. Và cũng như cây này nè, con gùng lại bớt, lý do vì sao con quay, con trồng chậu con bỏ nó còn đậu ra bông ra trái quá trời luôn, mà cô chú chăm sóc kỹ quá chi, con cắt gần cái mấy bông nè cho nó thun cái cây lại, nó nuôi mấy cái bông cái trái này. Mai mốt thì khi mà những cái bông này trái này nè nó đậu nó thành trái lớn á, còn quay clip nữa cô chúng ta xem, chứ đâu có gì đâu cô chú, đơn giản mà, nó đang cho bông cho trái thì cô chú đừng có nhớ là đừng có gãi phân giùm con là được, hoặc là gãi thật là ít nếu mình còn cưng vậy thôi, nó đơn giản. Giờ con cứ quay clip ngắn ngắn và chia sẻ cô chú được rồi đó, cô chú coi nè, bông trái nhóc luôn, ổi đơn giản lắm cô chú. Vậy cái ví dụ như con làm đủ thể loại hết, nhiều khi cô chú mà chưa biết con nhiều á, không đăng ký kênh YouTube con, cái điện tới con nói có những cây ổi về trồng có trái luôn, thậm chí 3 tháng 5 tháng, thậm chí ngắn hơn, tại vì bên con làm rất là nhiều cây lỡ, có cây bự cô chú muốn mua con bứng con bán cô chú luôn, nói chung cỡ nào con cũng có, chứ muốn mua gì con cũng có. Và đặc biệt tự ngày con cũng khá là khó chịu do là những người đi trước làm lại ảnh hưởng tới mình, điện tới hỏi đúng giống này nọ không, con nói một lần nữa luôn, quê hương con ai da xíu té là trung tâm cây giống quốc gia, giống rất là nhiều, con không cần làm mấy chuyện tào lao vậy. Và sau này cô chú biết con là làm nhiều ngành nghề nữa, mà sau này lỡ con đi đâu mà gặp con bán đúng giống, cô chú nóng lên cô chú quýnh con chết nữa, không cần làm mấy chuyện gì đâu, nên điện tới hỏi gì con bực mình á. Cũng là tiền đề là do mấy ông bán giống tào lao trước á, tôi nói mấy ông có bán giống đừng bán tầm bậy cho người ta nữa, ta điện tới nghe bực mình muốn chết luôn à. Hiện chia sẻ cô chú vậy, khắc phục để cho cây bưởi ruby đậu trái, khi nó ra bông mình đừng cho giải phân nữa, hoặc là mình có cho phân thì thật là ít giúp con vậy thôi. Ngắn gọn ở clip này, cần mua giống gì liên hệ con, Thắng ở Chợ Lách Bến Tre, trung tâm cây giống quốc gia. Cảm ơn cô chú, bye bye cô chú.